Baby bus. Xin mời. Miu Miu, cùng đi mua sắm ở siêu thị nhé. Được ạ, được ạ. Đây là những đồ nhất định phải mua. Nên mua gì nhỉ? Cô bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Đúng là cái này rồi. Nếu muốn biết cân nặng thì phải bấm vào đâu nhỉ? Đã cân xong hết rồi, bạn thật là giỏi. Cô bán bánh gato. Hãy làm chiếc bánh bạn thích. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Thật tuyệt vời. Cô bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Bạn thật giỏi. Xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Dưa hấu. Khu bán bánh gato. Búp bê. Váy. Mũ. Giày. Bà muốn thanh toán bằng cách nào? Nhanh mạng. Cảm ơn. Chúng tôi đã mua sắm xong. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Xin mời. Kiki à, con có thể mua đồ giúp mẹ không? Được ạ, hãy giao việc ấy cho con. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán bánh gato. Hãy làm chiếc bánh bạn thích.
Cô bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá, xin hãy chọn lại. Thật tuyệt vời, xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Cần mua gì nhỉ? Cô bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Bạn đã chọn sai rồi. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Bạn thật giỏi. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Không phải cái này, hãy tìm lại xem. Bạn thật giỏi. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Khu bán bánh gato. Áo, mũ, giày, bánh mì, bánh. Khu bán cá, giấy ăn. Ta muốn thanh toán bằng cách nào? Thanh toán qua điện thoại. Bạn đã mua rất nhiều sản phẩm. Tôi tặng bạn một vé rút thăm may mắn này. Chúc bạn giành được giải thưởng thật lớn. Cảm ơn. Chúng tôi đã mua sắm xong. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.